Nhà thiết kế Hà Duy vướng nghi án chơi xấu Hương Giang khi cố tình đăng ảnh thế này đây. Mặc dù là hình ảnh hậu trường xinh đẹp của Phạm Hương, nhưng người hâm mộ của Hương Giang lại tỏ thái độ khá kịch liệt với nhà thiết kế Hà Duy. Làng mốt Việt những ngày qua đều xáo động về hàng loạt câu chuyện liên quan đến Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, nào là bị Hồng Quế tố đi trễ show Đậu Long, rồi tiếp đến là bị nhà thiết kế Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp và mắc bệnh ngôi sao. Xem ra giai đoạn này của Hương Giang ắt thuộc dạng sao thủy nghịch hành. Sau khi cả hai phía đều lên tiếng và tưởng chừng sự vụ êm xuôi, thì động thái mới đây nhất của nhà thiết kế Hà Duy lại khiến netizen Việt nghĩ rằng anh chưa muốn bỏ qua cho Hương Giang. Cụ thể, nhà thiết kế Hà Thành đăng tải hình ảnh hậu trường xinh đẹp của Hoa hậu Hoàng Vũ Phạm Hương vừa đét trong show diễn vừa qua của anh. Có điều trong cùng khung hình ấy, lại có cả Hương Giang đang trong trạng thái chưa sẵn sàng với ống kính, thế nên sóng gió lại xảy ra. Nhà thiết kế Hà Duy đăng hình hậu trường của Hoa hậu Phạm Hương và dường như lờ tịch đi Hoa hậu Hương Giang. Bên cạnh đó, trong cùng khung hình này thì Hương Giang lại ở trạng thái chưa chuẩn bị trước ống kính. Ngay lập tức, người hâm mộ của Hương Giang cho rằng nhà thiết kế Hà Duy có hành động kém đẹp đối với thần tượng của mình và công kích anh bằng những lời lẽ khá nặng. Chỉ khổ cho Hoa hậu Phạm Hương, đáng lẽ ra là bình vôi trong sự vụ này thì cũng trở thành cái bia ném đá của người hâm mộ Hoa hậu Hương Giang. Còn đây là một trong số hình ảnh hậu trường khác của Hoa hậu Hương Giang qua ống kính của nhiếp ảnh gia Kim Bánh Trôi Nước. Đây là cái kết đắng của nhà thiết kế Hà Duy khi cắt phần biểu diễn tố Hương Giang thiếu chuyên nghiệp. Sau những lời trừng tình của Hương Giang, công chúng đã dần hiểu ra sự việc và ngay lập tức nhà thiết kế nhận lại cái kết đắng. Vừa qua, trong một show diễn của nhà thiết kế Hà Duy đã có một sự cố hy hữu đến mức khó tin xảy ra. Theo sắp xếp thì Hoa hậu Hương Giang sẽ cùng với Phạm Hương chốt hạ trong vai trò là hai vedette chính của show diễn. Thế nhưng đến thời điểm đó, sàn diễn lại chỉ xuất hiện mỗi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015, khiến cho ai nấy đều bất ngờ và khó hiểu. Ngay sau đó, nhà thiết kế Hà Duy đã có những chia sẻ về sự cố bỏ quên phần trình diễn của Hoa hậu Hương Giang và tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì bất cẩn này. Câu chuyện sẽ chẳng có gì khi cũng chính nhà thiết kế này đã bất ngờ đăng đàn tố ngược Hương Giang thiếu chuyên nghiệp, mất tầm trước giờ G lên sàn diễn, khiến anh phải huy động nhiều người đi tìm. Theo anh tiết lộ, nàng hậu đã không xuất hiện ở cánh gà để chuẩn bị cho phần xuất hiện của mình. Chính điều này lại càng dấy lên trong lòng công chúng sự hoài nghi về lời nói không chân thực của nhà thiết kế Hà Duy. Trước những chia sẻ từ phía Hương Giang, cộng đồng mạng đã vô cùng phẫn nộ và còn có những động thái mà khó ai có thể ngờ tới. Đó chính là vote trong bảng đánh giá thương hiệu của nhà thiết kế này. Chỉ trong thời gian ngắn, khung vote 1 sao đã tăng vọt lên đến 2.000 lượt bình chọn. Bên cạnh đó, họ còn gửi gắm những dòng bình luận thể hiện sự bức xúc về cách mà nhà thiết kế đối xử với Hoa hậu Hương Giang. Mỉa mai Hương Giang chán chê, Hồng Quế lại quay sang khẳng định rất ngưỡng mộ. Hồng Quế bất ngờ xuống giọng, chia sẻ rằng không ghét bỏ và còn ngưỡng mộ Hương Giang là người chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam phải công nhận đẹp hơn cả phụ nữ. Những ngày qua, cái tên Hồng Quế và Hương Giang đã trở nên ồn ào trên các trang mạng xã hội. Trong show diễn thời trang của nhà thiết kế Hà Duy, anh lên tiếng tố cáo Hương Giang thiếu ý thức, chảnh chọe. Phía bên dưới chia sẻ về sự việc của chủ nhân show diễn, người mẫu Hồng Quế cũng khẳng định muốn có được thành công phải tôn trọng bản thân và mọi người. Lời chia sẻ của Hồng Quế nhận phải chỉ trích từ cộng đồng mạng. Trước đòn tấn công ném đá của anti-fan, chân dài Hà Thành gay gắt. Cứ cho là thế đi, tranh cãi với một nhóm không có học cũng giống chủ thôi. Càng sủa thì càng biết vô học, các em cứ nói thoải mái, chị và anh Duy càng nổi. Tuy nhiên, sau những phát ngôn đáp lại fan của Hương Giang không học giống chủ, mới đây trong một cuộc chia sẻ, bà mẹ một con Hồng Quế bất ngờ xoay chuyển tình thế khi dành nhiều lời khen cho Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Theo đó, Hồng Quế tự nhận trong sự việc này, cô cũng có những điều không đúng, nhưng bản thân Hương Giang cũng chưa đúng. Tất cả người mẫu trong chương trình đều biết sự thật và tôi cũng không lên đây thanh minh mình đúng hay là Hương Giang đúng. Trong chuyện này, ai cũng đều có lỗi sai. Lỗi sai của bản thân tôi nhận ở đây là đã quá nóng vội và sự nóng vội đó đôi khi gây thiệt thòi cho chính mình. Còn về mặt Hương Giang, tôi sẽ không còn ý kiến nào nữa. Trong nghề đôi lúc sẽ còn gặp nhau, còn va chạm với nhau nhiều trên sân khấu hay những show sự kiện. Nhưng chuyện gì cũng sẽ qua nếu mình là người không để tâm tới. Có gì cứ nói hết ra, rồi sau đó đừng để trong lòng. Cô chia sẻ trên một bài phỏng vấn gần đây. Đặc biệt, Hồng Quế còn cho biết đến thời điểm hiện tại cô không ghét mà dành cho Hương Giang ánh mắt ngưỡng mộ. Hiện tại tôi không ghét bỏ gì Hương Giang cả. Tôi vẫn dành ánh mắt rất ngưỡng mộ đối với Hương Giang bởi cô ấy là người chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam tôi phải công nhận là đẹp hơn cả phụ nữ. Và khẳng định sự nỗ lực của Hương Giang rất nhiều.
Có những lúc sự nóng tính của mình gây ảnh hưởng đến mối quan hệ thôi. Còn giờ tôi không ghét bỏ hay oán trách Hương Giang vì chuyện đã qua rồi, Hồng Quế cho biết. Hoa hậu Hương Giang đăng tâm thư, trải lòng về lý do ngồi chờ có người nhắc mới lên sân khấu catwalk. Thay vì đổ lỗi, Hương Giang đã nhận phần nào trách nhiệm về phía mình. Giang cảm thấy thực sự buồn bực khi mình đã thay đồ, đã trang điểm, nhưng không được ai mời lên sân khấu. Nhưng khi về nhà lại nhẹ nhàng mỉm cười nhận ra, mình không thể hiểu hết về những luật riêng của một lĩnh vực mới. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Hương Giang trở nên đắt sâu hơn, được giới truyền thông săn đón. Ngoài lĩnh vực sở trường của mình và hoàn thành vai trò với cương vị Hoa hậu, Hương Giang còn rẽ sang một lĩnh vực hoàn toàn mới là vedette cho một số nhà thiết kế nổi tiếng. Nhưng việc lấn sân sang lĩnh vực mới mẻ này khiến cô gặp không ít thị phi không đáng có, như bị nghi đi trễ show, làm việc thiếu chuyên nghiệp, chảnh chọe. Trước những ồn ào này, mới đây Hoa hậu Hương Giang đã lên tiếng phân trần. Nói về việc vắng mặt ở vị trí vedette của nhà thiết kế Hà Duy, cô cho biết là do trục trặc cá nhân. Cô cũng chưa từng đổ lỗi cho ekip hay đưa ra một lý do nào khác. Vì đơn giản với mẫu hay vedette còn quá nhiều điều xa lạ với Giang. Giang không biết rõ nên không dám trả lời bất kỳ điều gì trước truyền thông. Vì những gì xảy ra ngày hôm qua, đó còn quá xa lạ với những kinh nghiệm Giang có được trong quá khứ. Cô chia sẻ. Ngoài ra, Hương Giang còn giải thích cặn kẽ về sự cố ở show thời trang của nhà thiết kế Hà Duy. Thay vì đổ lỗi lên ekip và phía nhà thiết kế, Hương Giang nhận phần nào trách nhiệm về mình. Giang xuất thân từ một ca sĩ. Khi còn là ca sĩ hạng B, Giang đi diễn khắp nơi, dù là event lớn nhỏ đều được ban tổ chức sắp xếp nghỉ ngơi và đợi khi nghệ sĩ khác hát còn 2-3 bài có thể được thông báo ra để chuẩn bị và được MC giới thiệu lên hát. Khi tham gia Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Việt Nam tuy là nước cuối cùng, nhưng khi Venezuela chuẩn bị lên, biết là tới lượt Việt Nam, nhưng nếu chưa ai kêu ra thì cũng không được phép standby, chứ không phải là được bước lên, vì họ đã tính toán mọi vị trí và thời điểm trên sân khấu, không ai được phép tự quyết định vị trí của mình sau cánh gà. Ngân ấy nước với đủ thứ ngôn ngữ, nếu ai cũng tự quyết định ra đứng thì không ai có thể kiểm soát được, và Giang cũng đã quen với việc đó. Hai lần làm vedette gần đây, một cho nhà thiết kế đổ lông, khi bước vào cánh gà đã trang điểm làm tóc xong xuôi. Điều đầu tiên Giang được ekip dặn là em ngồi vào trong nghỉ cho mát, khi nào đến lượt sẽ có người báo em ra. Đó là tất cả những kinh nghiệm mà Giang có được trong thời gian ít ỏi Giang tham gia trong ngành thời trang. Có thể điều đó không công bằng với giới người mẫu, khi tất cả những điều Giang trải nghiệm với thời trang đều quá dễ dàng. Thời gian ngắn được ngồi mát, được trễ hẹn không giống như khoảng thời gian dài, các bạn phải tới sớm make up, phải tự biết tới lượt để đi ra. Phải ngồi đợi dài dằn dặc cả ngày mà trước đó đã là những ngày liên tiếp tập luyện cực khổ với nghề. Và cũng chính những khác biệt trong trải nghiệm và nhận thức như thế nên chuyện gì cũng có thể xảy ra đằng sau sàn diễn runway kia và chả có gì là công bằng tuyệt đối trong cuộc sống này. Vậy nên Giang không phải các bạn, Giang không biết là làm mẫu tới là phải tự chủ động ra tìm chỗ đứng để mình lên diễn. Tự hỏi han vị trí như thế này, Giang chỉ nghĩ đơn giản, mình có một vị trí là diễn cuối và trước khi diễn sẽ có người thông báo. Đó cũng chính là lý do Giang cứ ung dung ngồi đợi và chẳng thấy lạ khi chưa ai gọi mình. Đó là những điều quá mới mẻ và bản thân Giang trong lĩnh vực còn nhiều bỡ ngỡ này. Với những gì Giang được trải nghiệm trước đó một cách thật êm ái, đó là lý do Giang cảm thấy thực sự buồn bực khi mình đã thay đồ, đã trang điểm nhưng không được ai mời lên sân khấu. Nhưng khi về nhà, lại nhẹ nhàng mỉm cười nhận ra mình không thể hiểu hết về những luật riêng của một lĩnh vực mới. Đối với bản thân mình, mỗi nơi khác nhau, cần thêm nhiều thời gian để đặt mình vào vị trí của mọi người, nghiên cứu kỹ hơn nên chủ động như thế nào nếu như không ai thông báo hay nhận được một vị trí như thế. Sau tất cả, Hương Giang hứa sẽ rút kinh nghiệm và mong mọi người sẽ dừng lại. Những gì phải rút kinh nghiệm cho bản thân, Giang đã có trong mình. Những gì là quan điểm cá nhân về giá trị và mong muốn cũng như yêu cầu của một nghệ sĩ, Giang xin giữ lại trong lòng. Những mối quan hệ đã qua và phải kết thúc, Giang vẫn một quan điểm là không bao giờ nói bất kỳ điều gì không tốt về những người là bạn hay đã từng là bạn, ít nhất là trên các phương tiện truyền thông. Mọi chuyện dừng lại ở đây và chúng ta phải mất đi nhiều thứ cho một bài học của mình. Xin lỗi nếu làm bất kỳ ai cảm thấy chạnh lòng với sự vô tư của mình và cảm ơn vì những gì đã qua và sắp đến. Được trải hoa hồng trên một quãng đường nào đó mình đi vừa là may mắn nhưng cũng vừa làm cho bản thân không lường hết được những chông gai thực tế. Nhiều người sẽ nghĩ nếu không đủ kinh nghiệm hay không tự tin thì không nên cố, nhưng Giang sẽ không từ bỏ những gì mình đang làm. Giang vẫn sẽ làm tốt và cố gắng tỏa sáng bằng cách riêng của mình.
Chỉ có điều lần tới gặp lại, các bạn sẽ thấy Giang chủ động hơn dù điều kiện có như thế nào. Và hãy cứ chỉ cho Giang mọi điều có thể nếu các bạn thấy tôi còn nhiều bỡ ngỡ, và chắc chắn tôi sẽ lắng nghe. Còn những gì một người nghệ sĩ đã bỏ công sức ra để có được, tôi vẫn sẽ yêu cầu những điều xứng đáng với giá trị của mình. Và dù hoạt động trên lĩnh vực nào, tôi vẫn là Hương Giang.